Hãng tin AFP cho biết, năm bộ trưởng thuộc đảng Liên minh Quốc gia của ông Benny Gantz đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội Knesset vào đêm ngày 12 tháng 10 sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu tán thành chính phủ khẩn cấp mở rộng. Với tỷ lệ 64 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Knesset đã đồng ý giữ nguyên thành phần nội các cũ và bổ sung 5 bộ trưởng từ đảng đối lập nhưng không phụ trách bộ nào. Trong đó, ông Benny Gantz sẽ tham gia nội các chiến tranh cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Theo thỏa thuận mà ông Benjamin Netanyahu đã ký với ông Benny Gantz, chính phủ sẽ đình chỉ kế hoạch cải cách tư pháp trong thời kỳ chiến tranh. Thủ lĩnh đảng đối lập lớn nhất, đảng Yesh Atid, ông Yair Lapid, trước đó ít phút đã cáo buộc nhà lãnh đạo Israel thất bại không thể tha thứ trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Hamas hôm ngày 7 tháng 10 và tuyên bố sẽ không tham gia chính phủ khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu. Liên quan đến tình hình tại Israel, hiện hơn 500 người Mỹ và công dân các nước khác đang bị mắc kẹt ở dải Gaza do các cửa khẩu biên giới giữa Gaza với Israel và Ai Cập đều bị đóng. Theo báo cáo của Axios, Israel và Ai Cập đã tạm thời thống nhất trên nguyên tắc về tạo ra một hành lang an toàn từ Gaza cho các công dân Mỹ và người nước ngoài. Tuy nhiên, hai bên đều nhấn mạnh rằng điều này sẽ cực kỳ phức tạp bởi nó đòi hỏi một số hình thức ngừng bắn. Trong khi đó, nhà máy điện duy nhất tại Gaza đã ngừng hoạt động sau khi Israel cắt nguồn cung cấp điện và hàng hóa, bao gồm thuốc men, thực phẩm, nhiên liệu và nước. Các quan chức y tế Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người, trong khi khoảng 1.200 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.